Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vừa tiến hành khảo sát việc chấp hành luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014 tại tỉnh Hưng Yên. Sự buổi làm việc có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua 5 năm triển khai, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã giải quyết xét xử 2.368 vụ việc. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong kỳ báo cáo giám sát, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội. Các thành viên đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Tòa án Nhân dân tỉnh, huyện đã cùng trao đổi, làm rõ một số bất cập, vướng mắc, khó khăn trong công tác chấp hành luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014. Trong đó tập trung vào một số vấn đề như thẩm quyền của Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, mô hình tổ chức hành chính tư pháp, trách nhiệm quyền hạn của một số chức danh ở Tòa án Nhân dân cấp huyện, quy định nhiệm kỳ thẩm phán, chế độ chính sách tiền lương và cơ chế đảm bảo an toàn đối với thẩm phán, cán bộ công chức tòa án.